Rồi, sáng nay các bạn hầm được hai chồn nữa các bạn. Hai chồn này nó chiên nó rình chuồng gà của mình nha các bạn. Quá là thắng được lò xo. Đây cũng được lò xo này à. Mình gài bằng chuột nha các bạn. Có cái ngăn nhốt còi riêng nè. Đó. Mình bỏ miếng chuột vô đây. Mấy chồng này nha các bạn. Chồng này chồng mình. Chồng này chắc khoảng ký mấy nha các bạn. Con này khoảng ký 2 ký 3 rồi. Phụ lắm. Con này thì nhỏ, con này phải 7 8 lạng. Cái bẫy chồng đó các bạn. Các bạn về các bạn sơn màu đen á. Rồi các bạn đặt, các bạn quỳ trang cho nó kỹ kỹ miếng là chồng nó vô nhảy nha các bạn. Có phá cũng sẩy nè. Ba phá trong thảy nên cửa nó không có tung ra được nha các bạn. Các bạn nào mua cái bẫy này là mình có bán luôn nha các bạn. Bẫy này có mình có bán luôn nha. Các bạn nào mua bẫy thì liên hệ mình. Số hộ mình là 0936 009090. Bẫy mình có ship toàn quốc luôn nha các bạn. Cái này mới khai trương luôn. Đặt được hai bữa dính luôn. Bạn nào mua bẫy liên hệ mình nha. Bẫy kích thước là 20 20 50 nha các bạn. Chồn hay mèo rừng gì cũng được nha các bạn. Chồn mèo gì dính hết á. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.